Tình cảm sâu sắc của đồng bào Tây Nguyên với Tổng Bí thư. Đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng luôn dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng về thăm, làm việc tại Đắk Lắk và để lại trong lòng đồng bào các dân tộc những tình cảm sâu đậm, trân quý những kỷ niệm với Tổng Bí thư. Cầm những bức ảnh được chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mắt bà Hờ Giam Bê Rông, ngụ Buôn Tân Dú, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đỏ hoe vì xúc động. Bà Hờ Giam kể, năm 2017, bà được ra Hà Nội dự lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số. Lần đó, bà Hờ Giam vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đúng 14 giờ chiều 19 tháng 2, 2017, Tổng Bí thư xuất hiện. Đó là lần đầu tiên tôi vinh dự được gặp Tổng Bí thư. Khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, Tổng Bí thư rất thân thiện, gần gũi, tạo cho tôi cảm giác như mình đang gặp, đang nói chuyện với một người thân ở buôn làng vậy, bà Hờ Giam nhớ lại. Trong lễ tuyên dương ấy, bà Hờ Giam vinh dự được chụp hình với Tổng Bí thư. Bà treo những tấm hình đó ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà sàn của mình. Hôm đó, Tổng Bí thư ân cần dặn tôi cố gắng làm kinh tế, giúp gia đình, tạo công ăn việc làm cho bà con buôn làng. Giờ tôi làm được rồi, hợp tác xã thổ cẩm của tôi phát triển tốt. Thế nhưng, tôi không còn cơ hội gặp Tổng Bí thư nữa. Giọng bà Hờ Giam nghẹn lại. Chúng tôi đến Buôn Đua, xã Đua Cơ Man, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc năm 2018. Dưới cơn mưa rả rích, già làng Idun Hơ Mốc, 70 tuổi, dẫn phóng viên vào nhà văn hóa cộng đồng Buôn rồi nhóm lửa, chậm rãi kể lại những câu chuyện về Tổng Bí thư đáng kính. Già Idun tự hào chỉ vào tấm hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc áo thổ cẩm, đang nói chuyện với bà con buôn làng, nói: Tôi thay mặt bà con trong buôn, tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm. Khi mặc áo thổ cẩm, Tổng Bí thư cười rất tươi, cảm ơn rồi ân cần thăm hỏi đời sống bà con, tình hình buôn làng. Tổng Bí thư hỏi bà con đời sống thế nào, làm ăn có được không, có cải thiện không, có tình trạng chênh lệch giàu nghèo không. Tổng Bí thư hỏi kỹ lắm, rồi chăm chú lắng nghe bà con chia sẻ, già Idun kể. Cũng theo già làng Idun, sau khi thăm hỏi tình hình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, nếu già làng cảm thấy cái gì chưa được thì cứ đề nghị để đảng, nhà nước, tỉnh và các cấp chính quyền quan tâm thêm về đời sống, kinh tế, xã hội. Tổng Bí thư còn nhắc nhở bà con buôn làng phải đoàn kết, vì chỉ có đoàn kết mới làm được mọi việc, mới chung sức đồng lòng phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo già làng Idun, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, bà con buôn đua thi đua lao động sản xuất, chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng lúa nước của những người quê Thái Bình đang sinh sống ở huyện Krông Anna. Những chuyên gia lúa nước quê Thái Bình đã chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật, giống giúp bà con trồng lúa nước. Nhờ vậy, năng suất lúa của bà con buôn đua từ 2 tấn hecta tăng lên hơn 4 tấn hecta, cà phê đạt năng suất 6 tấn hecta. Hiện toàn buôn đua chỉ còn 9 hộ nghèo trong khi toàn buôn có 384 hộ. Nghe lời Tổng Bí thư dặn, bà con hăng hái hơn trong lao động sản xuất, kinh tế dần phát triển. Nhiều con đường được bà con góp công, góp sức tu sửa, làm mới. Giờ buôn làng thay đổi rất nhiều, nhiều gia đình sung túc, bà con buôn làng mong được đón Tổng Bí thư về thăm một lần nữa, nhưng từ giờ ước mơ ấy mãi mãi không thành hiện thực, giọng già làng Idun lạc đi. Tổng Bí thư luôn quan tâm sâu sắc đến đồng bào các dân tộc. Ông Y Luyện Nie Cơ Đâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, chia sẻ ông rất đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Nghe tin Tổng Bí thư qua đời, tôi đau buồn, tiếc thương vô hạn. Tổng Bí thư đã tận tâm, tận lực cống hiến cho đất nước, cho đảng, cho nhân dân đến những giờ phút cuối cùng. Giờ đảng, nhà nước, nhân dân mất đi một người con ưu tú của dân tộc, một nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng, đất nước, ông Y Luyện nói. Như nhiều người khác, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Hờ Kim Hoa Bia, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk lặng người vì đau buồn. Tôi thật sự đau buồn, thương tiếc, thấy hụt hẫng quá. Đất nước dân tộc mất đi một nhà lãnh đạo trung kiên, chính trực, hết lòng vì dân, bà Hoa nói. Theo bà Hờ Kim Hoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ ở Đắk Lắk, ở Tây Nguyên mà khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này được thể hiện qua những chính sách của đảng, nhà nước trong các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo mọi điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống, góp phần ổn định an ninh trật tự. Bà Hờ Kim Hoa nói, là người làm công tác dân vận, bà rất kính trọng, luôn xem Tổng Bí thư là tấm gương để học tập, rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị gần dân.
Tôi chưa được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tôi luôn cảm nhận Tổng Bí thư rất gần gũi, ấm áp. Tổng Bí thư luôn quan tâm, tìm giải pháp nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc, bà Hờ Kim Hoa nói. Chị Hờ Giang Nie, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk, nói Tổng Bí thư luôn dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk nói riêng những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc. Trong những chuyến về thăm đồng bào, Tổng Bí thư luôn chăm chú lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ân cần chia sẻ với những khó khăn của bà con. Khi tiếp xúc với bà con, Tổng Bí thư luôn gần gũi, thân thiện. Vì thế, Tổng Bí thư để lại ấn tượng, lòng cảm kích vô cùng sâu đậm đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Chị Hờ Giang nói tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ tiên phong. Vì vậy, tuổi trẻ Đắk Lắk luôn nhận thức vai trò, sứ mệnh của mình, luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực hiện được sứ mệnh lịch sử góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư, tuổi trẻ Đắk Lắk luôn tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần, chị Hờ Giang nói. Những ngày qua, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con đồng bào Chờ Rai Ba Na ở xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, bởi chính Tổng Bí thư đã giúp bà con thoát cảnh thiếu ăn, nhiều gia đình thoát nghèo. Từ một xã nghèo đặc biệt khó khăn, thường xuyên thiếu ăn mùa giáp hạt, Ayun đã thật sự thay dạ đổi thịt. Đồng bào Chờ Rai Ba Na chuyển từ trồng lúa một vụ sang thâm canh 2-3 vụ mỗi năm. Tháng 4 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn cán bộ cấp cao của Trung ương có chuyến thăm làm việc tại xã Anh Hùng Ayun. Sau khi gặp gỡ trò chuyện cùng đồng bào các dân tộc, Tổng Bí thư bày tỏ trăn trở khi nghe chính quyền địa phương báo cáo Ayun được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lực lượng Vũ trang, nhưng có đến hơn 80% hộ nghèo. Nguyên nhân khiến nhiều gia đình ở xã Ayun thiếu ăn là vùng này nằm trong lòng chảo, có khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Sau khi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cán bộ xã Ayun, Tổng Bí thư chỉ đạo các cơ quan chức năng Trung ương tỉnh Gia Lai phải ưu tiên nguồn vốn xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo để đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên cho Ayun. Tổng Bí thư hỏi, nhiệm kỳ này các đồng chí Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư huyện ủy Chư Sê có hứa làm xong công trình thủy lợi này không? Phải làm sao để sau nhiệm kỳ này không được nói Ayun là xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo nữa? Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý cán bộ, người dân phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm việc phải huy động sức dân, phải tăng tính chủ động, chứ không nên cái gì cũng chờ Trung ương là không được. Giữa năm 2018, công trình thủy lợi Pleikeo được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê làm chủ đầu tư. Công trình có năng lực tưới cho khoảng 500 hectare cây trồng với hệ thống kênh dài 15 km. Đến cuối năm 2019, công trình thủy lợi Pleikeo chính thức dẫn dòng ra cánh đồng Ayun trong sự hân hoan của người dân. Nhiều người nói rằng công trình thủy lợi này không chỉ dẫn nguồn nước mà đã khơi thông nếp nghĩ, thay đổi cách làm cố hữu của hàng trăm gia đình đồng bào Chờ Rai Ba Na nhiều thế hệ. Bà con dần từ bỏ lối canh tác đâm, thọc, chọc, tỉa, phụ thuộc vào nước trời. Thay vào đó là canh tác thâm canh, làm lúa 2-3 vụ một năm. Nhờ vậy, bà con không những xóa được cái đói, giảm được nghèo, mà còn vươn lên khá. Ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ayun chia sẻ, trước đây bà con chỉ trồng được một vụ lúa, nông nghiệp nhờ trời nên mãi không thoát nghèo. Nhờ bà con đã biết làm mỗi năm 2-3 vụ lúa, năng suất tăng từ 2-3 tấn trên hecta lên 6 tấn trên hecta, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 30%. Nhiều người dân xã Ayun nói rất mong mỏi được bác Nguyễn Phú Trọng trở lại thăm địa phương, xem thành quả mà bác đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ đưa nguồn nước về cho dân làng. Ông Siêu Bà Lý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun, vẫn nhớ như in câu chuyện 7 năm trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm địa phương này.
Nhiều tấm ảnh Tổng Bí thư về thăm xã Ayun được báo chí đăng tải, có ông Sư Bà Lý với trang phục truyền thống đứng bên cạnh Tổng Bí thư. Tôi rất vinh dự, tự hào được gặp Bác Trọng. Bác động viên nhắc nhở tôi làm cán bộ phải gương mẫu thì dân mới tin, mới nghe mình nói. Khi hay tin Bác mất, tôi không cầm được nước mắt, ông Bà Lý nói. Theo ông Bà Lý, món quà của Tổng Bí thư đã phát huy hiệu quả rất tốt. Khi chưa có công trình thủy lợi, tỷ lệ hộ nghèo của xã Ayun đến 80%, nay chỉ khoảng 30%. Hiện nguồn nước từ công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới cho khoảng 300 hectare. Nếu kênh dẫn nước được kéo dài, mở rộng thêm, số hộ nghèo của xã sẽ giảm hẳn. Cũng theo ông Bà Lý, khi chưa có thủy lợi Pleikeo, người dân làm một vụ lúa mỗi năm. Nay bà con đã biết trồng lúa 2 vụ, có hộ thâm canh 3 vụ. Đây là điều mà người dân chưa từng nghĩ tới trước đó. Bà con đã hoàn toàn bỏ lối nghĩ phó mặc cho trời. Ông Bà Lý nói thêm, hồi trước khi chưa có thủy lợi, bà con chỉ làm một vụ lúa vào mùa mưa. Thời gian rảnh hay tụ tập uống rượu, tiêu thụ mỗi ngày 200 lít rượu nên nghèo mãi. Nay có công trình thủy lợi, bà con chăm chỉ làm ăn. Đưa phóng viên tham quan cánh đồng, ông Bà Lý không giấu được niềm vui khi đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Mùa này, bà con xã Ayun đang tất bật cho vụ mùa mới. Nhiều ruộng lúa đã xanh hút tầm mắt, có nơi tiếng xe cơ giới vẫn rầm rập cày ải. Gặp ở ngoài đồng, bà Cấp Muét, làng Vân Chép xã Ayun chia sẻ, nhờ có nước đầy đủ, gia đình mình đã trồng thêm gần 1 hecta lúa, có thêm đất để làm. Trước có đói, nay không lo đói nữa. Là cây cổ thụ của làng, già Đinh A Nhu, 70 tuổi, ngụ làng A Chông, bày tỏ, nhờ có Bác Trọng mà đời sống bà con nơi đây thoát khỏi cái nghèo. Giờ đã sướng lắm rồi, có củ ăn, củ để. Trước đây mùa giáp hạt hay xảy ra đói, giờ có nước rồi, bà con còn biết trồng thêm cà phê, cây ăn quả. Có được như hôm nay, bà con luôn biết ơn Bác Trọng. Ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Ayun, bày tỏ mong muốn sớm hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh chính, kênh nhánh của công trình thủy lợi Pleikeo để phát huy tối đa hiệu quả. Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng đồng bào A Lưới. Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi mãi mãi, không ai bảo ai, nhiều người dân ở rẻo cao xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lại đến nhà gươn truyền thống. Họ cùng nhau nhắc lại kỷ niệm về 10 năm trước, ngày Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại địa phương này. Căn nhà gươn truyền thống này cùng với cây cầu Ưng Hung là hai món quà mà Tổng Bí thư dành tặng cho người dân trong chuyến công tác đó. Nhiều năm qua, căn nhà ấy đã trở thành nơi sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hóa và cây cầu đã nâng nhịp bước người dân mỗi ngày. Khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư. Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 17 tháng 3 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến thăm xã Hồng Hạ. Biết tin, bà con địa phương vô cùng phấn khởi, mọi người đều mong chờ để được gặp Tổng Bí thư. Xã Hồng Hạ khi đó là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh. Toàn xã chỉ có 386 hộ với 1.632 nhân khẩu sống ở 5 thôn bản, với 5 dân tộc là Cơ Tu, Pa Co, Pa Hi, Tà Ôi và Kinh cùng sinh sống. Ông Hồ Viết Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hạ, khi đó là Bí thư Đảng ủy xã, nhớ lại trong buổi nói chuyện với cán bộ nhân dân xã, có một câu nói của Tổng Bí thư đã in đậm vào cả cuộc đời của ông cũng như bà con nhân dân nơi đây. Đó là: đồng bào các xã dân tộc Hồng Hạ đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tích cực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, ai khá hơn thì phải vươn lên làm giàu. Hai món quà của Tổng Bí thư. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quý tặng cho đồng bào Hồng Hạ một nhà gươn truyền thống với kinh phí 7,4 tỷ đồng và cây cầu Ưng Hung trị giá 13 tỷ đồng. Ông Lương cho biết, nhà gươn là nơi người dân sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa lễ hội lớn và nơi các già làng bàn thảo quyết định các công việc lớn của làng. Từ khi có nhà gươn, nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phục vụ du lịch cộng đồng, ông Lương nói. Còn đối với cây cầu Ưng Hung, nó đã giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là vào mùa mưa bão. Cây cầu đã góp phần thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt của người dân trên địa bàn xã. Ông Lương cho biết, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thì cán bộ nhân dân xã ai cũng buồn và tiếc thương.
Từ sáng sớm hôm 20 tháng 7, cán bộ nhân dân tập trung tại nhà Gươn để dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, ai cũng bùi ngùi thương tiếc. Món quà mà Tổng Bí thư quý tặng là niềm tự hào, động lực để người dân cán bộ đoàn kết vươn lên, như lời Tổng Bí thư căn dặn, ông Lương chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho hay, trong thời gian qua cùng với sự quan tâm đảng, nhà nước, thì tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào xã Hồng Hà vô cùng lớn lao. Từ đó chính quyền địa phương, người dân luôn phấn đấu, đưa quê hương Hồng Hà khởi sắc từng ngày. Đề xuất xây dựng thư viện sách tại quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 21 tháng 7, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books, viết trên trang cá nhân Bức Tâm Thư đề xuất xây dựng thư viện sách tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thủ đô Hà Nội, nơi đây là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bức tâm thư, ông Hùng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho biết dù đã ra đi, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn giao lại cho mọi người sự giản dị, mộc mạc, chân thật, hiền lành, tử tế và tình người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn giao lối sống hết mình, tận tâm, quyết tâm không mệt mỏi, làm việc đến hơi thở cuối cùng. Bác còn bàn giao một di sản là các tác phẩm của bác, ông Nguyễn Mạnh Hùng viết. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để lại nhiều tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn cao, tiêu biểu có thể kể đến như xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, toàn đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nếu để ý kỹ, chúng ta thấy ngay cả khi đã nằm viện trong những ngày tháng cuối cùng, bác Trọng vẫn đọc sách, trên bàn vẫn có nhiều sách, ông Hùng viết. Chính vì vậy, theo ông Hùng, xây dựng thư viện sách tại quê nhà của Tổng Bí thư ở làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội sẽ là cách để tôn vinh và lưu truyền những giá trị tinh thần mà vị lãnh đạo để lại. Từ đây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books thông báo phát tâm đầu tiên tham gia xây dựng thư viện đặc biệt này và hy vọng nhận được sự ủng hộ của thành phố Hà Nội.